Ngày hôm qua em gặp cô ấy, đôi mắt long lanh và đen láy, mái tóc buông dịu dàng bên vai, linh tính cho em hay một điều. Thì ra lâu nay anh vẫn thường ghé thăm và yêu thương lắm. Trong tim em ngập bao cảm xúc không tên. Từ khi biết câu chuyện vui ấy, em đã thôi không sợ chia tay. Nước mắt rơi em nào đâu hay, tan giấc mơ trong em bao ngày. Thầm biết phải nói dạ từ vì trái tim sẽ đổi nơi khác. Giờ em đâu còn cần đứng cạnh anh. Một người đâu sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi lạnh lùng anh quay bước đi. Nỗi đau ấy có lúc em sẽ có quên được người, chỉ là sẽ thôi nhắc tên anh trong câu chuyện về sau. Một người đâu sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi bằng hơn chỉ hai lối đi. Tháng năm ấy sẽ khắc ghi vào đáy sâu lòng này. Người hỡi hãy cứ xem em như một cơn say nắng trong đời dịu dàng bên vai, linh tính cho em hay một điều. Thì ra lâu nay anh vẫn thường ghé thăm và yêu thương lắm. Trong tim em ngập bao cảm xúc không tên. Từ khi biết câu chuyện vui ấy, em đã thôi không sợ chia tay. Nước mắt rơi em nào đâu hay, tan giấc mơ trong em bao ngày. Thầm biết phải nói dạ từ vì trái tim sẽ đổi nơi khác. Giờ em đâu còn cần đứng cạnh anh. Một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi lạnh lùng anh quay bước đi. Nỗi đau ấy có lúc em sẽ cố quên được người, chỉ là sẽ thôi nhắc tên anh trong câu chuyện về sau. Một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi bàng hoàng chỉ hai lối đi. Tháng năm ấy sẽ khắc ghi vào đáy sâu lòng. Người hỡi hãy cứ xem em như một cơn say nắng trong đời anh. Một người đâu sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi lạnh lùng anh quay bước đi. Nỗi đau ấy có lúc em sẽ cố quên được người, chỉ là sẽ thôi nhắc tên anh trong câu chuyện về sau. Một người đâu sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi bàng hoàng chỉ hai lối đi. Tháng năm ấy sẽ khắc ghi vào đáy sâu lòng này. Người hỡi hãy cứ xem em như một cơn say nắng trong đời anh. Một người đâu sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi lạnh lùng em quay bước đi. Nỗi đau ấy có lúc em sẽ cố quên được người, sẽ thôi nhắc tên anh trong câu chuyện về sau. Một người đâu sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi bằng hoàng chỉ hai lối đi. Tháng năm ấy sẽ khắc ghi vào đáy sâu lòng